the HCG, Architecture and Computer Graphic Training. Tiếp đến thì chúng ta sẽ hoàn thiện cái phần một chút cái phần cây cối ở đây. Ở đây các bạn có thể đặt chuyển cái này vào, chọn nó vào đặt layer cây nhá. Và mua ở trong này. Thấy nó hơi to, bạn phải scale xuống tầm khoảng 0.7 nha. Thế đây xem các bạn vẽ này như thế nào. Nó có một đường uốn éo ở đây là nét thấy nhé. Lại thiếu rồi. Mình sẽ bổ sung nên những cái tiểu tiết này mình vẽ SP line. Copy ra đây, bây giờ chỉnh điểm nhé, chỉnh vào đây. Đấy, rồi chúng ta copy ông này vào đây. Đấy, đôi ba cây ở trong này, có cây thì được nhỉ. Nhưng mà trước khi có cây thì lát nữa chúng ta sẽ, trước khi chúng ta bê này thì lát nữa chúng ta sẽ hack vào sau. Chúng ta sẽ bê cây vào sau, tạm thời để bên ngoài, lát nữa chúng ta hack nữa. Nên chúng ta sẽ đến như trải qua tiết mục hack. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải hack cho cái công trình này. Thế bây giờ hack thì chúng ta sẽ đầu tiên là hack các cái vật liệu nào. Ở đây chúng ta thấy vật liệu là tường gạch đúng không ạ? Và đây là cái phần sàn này, cái phần bậc này. Ở đây là cái phần là cỏ này. Đấy là những cái chúng ta cần hack. Thế bây giờ chúng ta hack cái tường trước nhé. Hack tường thì bạn sẽ chọn cái tường này, chọn cái tường này. Bạn gọi lay ISO. Gõ tường lay ISO, chúng ta sẽ ra được cái tường như thế này. Thế mà để mà hack được, chúng ta phải làm một cái tường để nó ngon đấy. Các bạn sẽ phải vá những cái đoạn nó bị trống như này ạ, vá cái tường này ạ, vẽ bằng layer tường nhé. Đấy, bạn bo lại để cho nó đẹp. Cái này nó còn chơi khăm rồi. Kéo này, rồi đi vào đây, rồi đi mình vào đây. Ok vậy, vậy là chúng ta đã xong một cái tường này. Bây giờ lát chúng ta sẽ hack cái tường này. Để mà ngon được thì các bạn sẽ dùng lệnh gọi là lệnh PAZIT này. PAZIT thì bạn kích vào một đối tượng này để chọn yes này. Đây, và chọn tính năng join trong này và quét tất cả những đối tượng này, tất cả những cái mà nó tạo thành một cái miền khép kín nhé. Bạn chọn tất cả này. Đó, cách la phát nữa, cách hai phát, vậy nó đã bo kín cho ông ta. Ông này cũng tương tự như vậy, ông này nó đang là live. Bây giờ làm sao chúng ta có thể nối được liền ông này lại? Các bạn dùng lại PEZIT này, PEZIT này, PE. Đó, chọn là một cái đối tượng ở trong cái miền khép kín đấy, một đối tượng bất kỳ nhá. Đó, chọn yes, chọn tiếp nó rồi, quét tất cả cách này, cách phát nữa này. Đấy, lập tức nó sẽ kín cho chúng ta. Đấy, cả miền này là miền khép kín đúng không? PE kích vào đây nhỉ, kích vào một cái bất kỳ trong cái miền khép kín này. Đấy, kích phát nữa, chọn rồi quét tất cả những cái nó tạo thành miền khép kín, cách phát nữa. Đấy, thì lập tức nó sẽ kín nhỉ. Ok, cái này cũng tương tự như vậy. PE kích vào đây, chọn yes, chọn rồi. Thì khi khép kín này người ta hack nó đảm bảo được rồi, nó là liền thì nó sẽ không có bị hở lung tung, nó không bị lỗi nhỉ. Đấy, bây giờ bạn gọi lệnh nó lay ISO, lay on. Thì on hiện tất cả này. Đây, để mà hack được thì bạn sẽ cần hack tường, bạn sẽ lay ISO 2 này. Chọn tường và chọn cột nhé. Chọn tường và chọn cột, bạn gọi lay ISO. Chúng ta có thể lay ISO được hai lớp layer hoặc là nhiều hơn nhỉ. Chọn bao nhiêu lớp layer thì nó sẽ lay ISO được bấy nhiêu đối tượng. Bấy nhiêu lớp. Như là chúng ta sử dụng hack, chúng ta sẽ phải bật cả nét hack lên. Ờ, hack đâu? Đây, hack đây. Các bạn thấy bóng đèn tức là đang bị off, tức là layer hack nó đang bị tắt đi, còn layer nét cắt này, vì layer cột nó đang sáng này, tức là nó đang on. Thế là bạn muốn hack thì bạn phải bật cả cái hack lên. Ok chưa? Đấy, bật vào bóng đèn. Thì lập tức và chọn cái gì? Chọn hack là hiện hành. Chọn hack là hiện hành và bật bóng đèn lên nhé. Rồi bây giờ bạn bấm phím H này,
hát là lệnh hack. Cái này mình giới thiệu trước một chút nếu mà chúng ta chưa tìm hiểu. Bấm vào cái phím xuống này, chọn vào này gì, cái mã là ALSI31 này, hoặc là nếu bạn nào dùng keyboard đời thấp thì nó hiện ra cái bảng này, thì bạn cũng chọn vào đây, chọn vào mục ANSI này. Bạn chọn ALSI 31, ok, vì là scale các bạn để tầm khoảng 50 nhé, để scale khoảng 50 đấy, kích pick point đấy. Còn nếu bạn nào mà dùng keyboard đời cao thì bạn có thể là hack nghĩa giống như chọn vào ALSI 31 này, nhập vào đây thông số scale này. Đấy, thông số scale 50 này và pick point này. Đấy, bạn pick vào đây, pick vào đây. Yeah. Bạn thấy sao? Nó đang bị nhỏ thì tạm thời ta xóa đi. Chúng ta cần một cái nó to cơ. Hay mình để tầm khoảng 200 yeah. Rồi. Vật liệu là lựa chọn vật liệu ANSI31 này và click pick point. Yeah. Tích vào đây, tích vào đây. Ta chỉ việc tích lần lượt thôi. Khi ta làm kiến tường rồi thì hack nó rất là dễ nhỉ. Yeah. Thấy rất là hay. Rồi, vậy là ta đã xong rồi cái phần này. Ê, phần này đã bị nhỏ, bạn có thể để thông số lên scale tiếp lên khoảng tầm 300. Thông sửa tiếp được 300 thì nó sẽ giãn cho ta. Mình nghĩ là 300 là khá là ok rồi. Cái phần này chưa được, nó hay tiếp. Hay ấn hát lại. Đấy, chọn phát nữa. Có thể là đang bị hở ở đâu đó, các bạn có thể là nối lại này này. Vẽ một đường này ra. Vẽ ở đây. Đấy, bây giờ hack. Tích vào đây. Đấy, sau đó ta xóa hai đường này đi. Tức là chúng ta sẽ ngăn này, không để cho nó hack vào trong cái cột này nhá. Tại vì cái phần gạch nó là gạch, còn bê tông nó là bê tông, nó không thể làm gạch nó ăn vào bê tông được. Hack phải hack đúng như vậy. Đấy, cái chỗ này là hay sai. Đấy ạ. Cái chỗ này là hay sai. Các bạn sẽ kích vào hack này và chọn vào gì? Kích vào cái vùng hack này. Đấy, và chọn vào số mũi tên thả xuống đây. Và chọn vào cái tích kiểm vào cái speed grid hack này. Đấy. Thì nó sẽ phân ra cái vùng hack khác nhau. Thế cái chỗ này mình sẽ xóa đi. Hack lại. Chỗ này nó bị lỗi, bạn có thể vẽ lại đường này. Đấy. Ok ạ, bây giờ hack lên phát đây. Hát này. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Xong. Xóa các cái đường nét thừa đi. Cái này đang là 300 vào. Nhắc lại hack tiếp này, 300 hack đốt phần ngoài cùng này. Vậy là xong cái phần tường nhỉ. Ok, chúng ta gọi là lay on để hiện tất cả các lớp lên. Vậy là xong là phần tường. Bây giờ ta sẽ hack cái phần nào. Các bạn thấy nét hack nó đang rất là một cái màu, nó bị chìm đi nhá, phần tường nó rất là nổi lên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ hack cái bồn hoa này với lại cái hack cái phần sảnh này, được chưa? Cái bồn hoa này chúng ta sẽ để là vẫn là lợi để layer hack nhá. Nhưng mà nó sẽ là để một cái màu khác đi, chẳng hạn ví dụ chúng ta sẽ lay show phần này, sảnh này đây, lay show. Lay show phần này. Đấy, ví dụ cái phần này nó đang bị nó trừ liền thì ta sẽ kéo vào đây. Hoặc là chúng ta bo vào đây cho nó liền. Các bạn sẽ bấm phím lệnh hack này, hát này. Thì tại đây chúng ta sẽ lựa chọn những vật liệu khác, ví dụ các bạn lựa chọn cái bảng cái này, chọn phần other này. Cái DK bạn sẽ bấm vào mũi tên này để hiện ra bảng này nhé. Sau khi hiện ra bảng này bạn kích vào đây và chọn phần other này, kéo xuống dưới này và chọn cái phần nó là để cỏ, bạn sẽ chọn cái vật liệu là glass. Ok, glass bạn để là hệ số scale khoảng 300, kích vào đây, kích vào đây. À, kích xong hai vùng này rồi thì ấn cách. Hãy nhớ các cái đầu này nó phải chạm vào nhé, thì nó mới tạo thành một cái đường khép kín, thì nó mới hack được như thế này. Nếu mà cái đầu này mà đang hở ra như này thì có thể hack nó đang bị lỗi, nó ăn ra bên ngoài này, thì các bạn phải để cho nó chạm vào nhau thì sẽ hack được kết quả như này. Hack như này rồi thì nó 300 nó đang lớn, thì bạn để tầm khoảng 50 thôi. Đó, 50 và chọn vào đây,
chọn nó đây và các bạn để cái phần màu này, để về màu xanh để cho đúng màu cỏ. Đấy, giống màu cỏ nhỉ. Ok, vậy là bạn lại gì? Lay show đây, lay on đây. Đấy, bây giờ bạn đặt cây vào. Hack xong mới đặt cây vào nhé. Đấy, vậy chúng ta đã có được mấy cây trước cửa nhà rồi, rất là đẹp. Bây giờ đến next cái phần nào gì ạ? Hack cái phần hiên cửa này đúng không ạ? Các bạn sẽ vẽ một hình rectangle ở đây. Vẽ như thế này cho mình nhận. Cái nét này là phải là thuộc cái nét gì ạ? Nét thấy, nét trùng với cái nét bậc cửa này. Các bạn mu ra đây. Sau đó bạn thì có lệnh hát. Có lệnh hát rồi bạn sẽ lại tiếp tục là gì? Bấm cái phần option của mũi tên xuống đây để ta hiện cái bảng này, hack guardian này. Đấy, bấm vào cái phần ba dùng mũi tên này, à ba chấm ở đây. Để ta hiện ra được vật liệu. Thì các bạn sẽ lựa chọn vật liệu là gì? ARC này. CONC để chọn lựa chọn vật liệu này, bạn để tầm khoảng 300 big point cách 300 nó lớn quá, bạn thấy cái vật liệu nó rất là to, bạn để tầm khoảng 30 thôi, 30 lại nhỏ quá, 50. Ok không ạ? Vật liệu này đang bị vỡ. Ở tầm khoảng 30 cái ông này cũng được rồi. Bạn sẽ để về hack, để cái màu về by layer, quét chọn cái này và để về layer hack nhé. Nó phải là layer hack, không phải layer nhất thấy, tại vì hack là layer hack mà. Đây các bạn sẽ mu này vào, bắt điểm ở đầu này, chọn hack thôi nhé, mu ở đây. Đó, gán vào này. Đây, vậy chúng ta đã có thể là hack được cho phần này. Thế đây là cái mẹo của mình, thay vì hack trực tiếp chúng ta có thể hack bên ngoài và ta sẽ mu vào, cũng khá là hay. Ok chưa? Cái phần đầu này trục đang bị ngắn thì các bạn có thể xử lý như sau. Lay ISO cái phần nét trục này lên. Mở khóa phần trục lên nhé. Lay ISO. Đấy, chọn nét trục. Bây giờ bạn phải kéo dài này ra. Quét chọn hai đầu này nhé. Quét chọn hai đầu này thôi. Và bấm lệnh S. F8 lên kéo ra xa một chút. Đấy, cái này kéo ra xa một chút. S. Kéo ra xa một chút. Lay on. Về chúng ta đã có, các bạn này mua cái đầu này vào đây. Mất một cái đúng không? Mua vào đây. Vậy là chúng ta đã xong được cái phần là hack.